em muốn hỏi là em thì làm nghề giáo viên ấy ạ, thì công việc thì thấy nó rất là nhiều, thì những hôm mà trời mưa lạnh như mấy hôm vừa rồi thì em thấy sáng rất là đau họng và cũng có hơi khản tiếng nữa. Thì em cũng có ngậm thuốc ngậm kẹo gừng ạ, thế là thuốc nguyện đông muối thì cũng không thấy đỡ lắm. Thì em có tìm hiểu trên mạng thì có sản phẩm tiêu huyết thanh ấy, thì em không biết là những trường hợp của em thì dùng có được không ạ? Dạ vâng ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn giúp cho trường hợp của một giáo viên. Như chúng ta cũng đã biết là tính chất công việc thì nói rất là nhiều, thì không biết là ở trường hợp của bạn thì sử dụng tiêu khiết thanh có được hay không ạ? Bạn Hạnh thân mến, thì cũng giống như chúng tôi đã tư vấn những bệnh nhân khác, thì với những bệnh nhân nói nhiều thì cái thanh quản dù sao nó cũng dễ bị tổn thương hơn những người bình thường. Và hơn nữa thì cộng yếu tố thời tiết thay đổi mấy hôm nay thì bạn đau họng. Thế thì bạn không cần phải dùng kháng sinh, mà bạn nên dùng tiêu khiết thanh rất là tốt. Bởi vì tiêu khiết thanh thì nó sẽ giúp cho cái giọng nói của bạn dễ trong sáng hơn và nó khỏe hơn. Và đồng thời nó giảm phù nề và giảm viêm, hết đau họng. Và đồng thời là nó làm cái sản phẩm mà được chế biến sẵn rồi, bạn không cần phải đun nấu gì cả, chỉ việc uống thôi. Thì rất là tiện lợi, bạn có thể mua bạn dùng được bạn nhé. Vâng, em thấy là ghi là dùng từ 3 đến 6 tháng thì dùng lâu thế có được không ạ? Vâng, dùng được bạn ạ. Càng lâu thì là cái tác dụng bền lâu được nó chắc chắn hơn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ.